Tiếp xúc với cử tri của 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lương, đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Lý Văn Huấn, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri đề nghị quan tâm giải quyết dứt điểm vấn đề trồng lấn đất quốc phòng tại xã Yên Lạc, quan tâm xem xét bổ sung biên chế viên chức cho ngành giáo dục và đào tạo theo đúng định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần xem xét có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc san gạt, cải tạo mặt bằng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo đất trồng chè, cần xem xét có chế độ đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế cơ sở, nâng mức phụ cấp cho đội ngũ y tế thôn bản. Tại hai xã Quyết Thắng và Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, ý kiến cử tri tập trung vào một số nội dung như cần sớm quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch trong các khu dân cư tại xã Quyết Thắng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khu dân cư, hoàn thiện hạ tầng các điểm đấu nối, giao cắt với tuyến đường Bắc Sơn kéo dài nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Việc dâng cao trình mực nước lòng hồ Núi Cốc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện tái định cư. Cần đầu tư nâng cấp cải tạo tuyến đường 270 từ xóm Cao Trãng đi hồ Núi Cốc. Tại thành phố Phổ Yên, cử tri đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tập trung vào một số nội dung liên quan đến vấn đề đất đai, thu hồi, giải phóng mặt bằng, các dự án các khu công nghiệp, môi trường, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, công tác an sinh xã hội đối với người dân sinh sống tại khu tái định cư. Trên cơ sở các ý kiến cử tri nêu tại các địa phương, các đại biểu Quốc hội đề nghị các sở, ngành và địa phương quan tâm chủ động giải quyết các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ ban ngành có thẩm quyền giải quyết.